Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với shop của máy tính Phạm Dũng. Video hôm nay thì mình sẽ test 3 bộ đèn năng lượng mặt trời cho anh Hồng Lê ở tỉnh Đồng Nai. 3 bộ đèn ốp trần nhé. Công suất là 200W. Bây giờ mình sẽ mở hộp và test trước khi gửi hàng này. Để đặt mua hàng các bạn liên hệ với mình số điện thoại ở trên video này. 0975 723045 nhé. Đó. Cam kết với các bạn là bên mình bán hàng chính hãng, hàng chuẩn luôn của công ty, hãng VT Smart, và đi kèm là bác đây có đặt mua thêm 4 cái bộ dây kết nối dài 4 bộ, mỗi bộ này là 5 mét này. Đấy. Rồi, đây là 4 bộ 5 mét đủ nhé. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra và test này. Đây là cái phiếu bảo hành chính hãng nhé. Đó, của VT Smart này, hàng chuẩn công ty luôn. Phụ kiện đi kèm thì chúng ta sẽ có một cái bộ đèn như thế này. Đây, bộ đèn đây rất là đẹp, các bạn có thể lắp ở trong nhà trang trí rất là đẹp nhé. Tí nữa mình sẽ mở ra để các bạn xem bên trong như thế nào. Còn đây là cái pin này, ốc vít và lở để các bạn treo lên này. Còn đây là điều khiển này. Đấy. Cái điều khiển này thì có đầy đủ các nút chức năng, bật tắt này, chế độ auto, hẹn giờ 3 giờ, 5 giờ và 8 giờ này. Còn chỗ này là cái phần chúng ta có thể bật tắt bóng, tăng giảm độ sáng tối đây. Đấy. Đây, còn đây là cái tấm pin nhé. Tấm pin mặt trời tương đối là to đấy. Cái này nếu như tấm pin càng to thì chúng ta sẽ nạp được càng nhanh. Còn đây là cái thông số của nó này. Đây. Thông số của tấm pin này là, đây, cái nguồn của nó là 6V này. Max P max là 6V. Đấy. Dòng là 4,16A. Vôn đây khi không có tải là 7,2V và 4,99A này. Kích thước của tấm pin là 530 nhân 350. Đấy. Ok, tấm pin rất là to, hàng chuẩn luôn. Cái này sạc trong vòng tầm khoảng 5 tiếng là đầy được pin. Còn đây là cái tấm để chúng ta, cái miếng để chúng ta có thể treo lên nhé. Treo theo hướng mặt trời thì khi lắp đặt đấy, các bạn nhớ là xoay theo hướng mặt trời ấy, thì nó sẽ nạp được nhanh hơn. Đấy là toàn bộ những cái sản phẩm cũng như là phụ kiện đi kèm. Bây giờ mình sẽ lắp pin và test thử cái đèn này cho các bạn xem này. Đấy, nếu như mà chúng ta để có cái ban đêm ấy thì nó sẽ sáng như này, và trên đây nó có hai chế độ này, đấy, tăng giảm này, và có hai đèn nhé, một đèn màu trắng và một đèn màu vàng. Đấy, chúng ta có thể bật tắt. Đấy, đây là màu trắng này. Đấy, có thể kết hợp luôn cả hai màu trắng và vàng luôn thì nó sẽ ra cái màu trung tính nhỉ. Đây, tăng giảm. Đấy, rất là sáng. Đây. Cái này lắp ở trong phòng thì khá là đẹp. Mà giá thì rất là rẻ thôi, chỉ có hơn 1 triệu một tí thôi. Còn chi tiết như nào các bạn liên hệ với mình để biết chi tiết nhé. Đây, auto này.
chế độ hẹn giờ này. Ok, đấy là một bộ, tí nữa mình sẽ test lốt hai bộ còn lại, còn video này thì mình chỉ test một bộ thôi nhé. Đấy, rất là đẹp. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông để theo dõi video mới nhất của mình. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.